ập vào tụ điểm hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, thu nhiều hóa chất lạ. Công an Thanh Hóa đã có thông tin về cuộc kiểm tra ngôi nhà ở số 774 phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa và cho biết đây là tụ điểm hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Thu nhiều hóa chất lạ thể lỏng màu đỏ, thể bột màu trắng. Chiều ngày 27 tháng 4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông tin về cuộc kiểm tra hành chính tại cơ sở bán máy lọc nước ở số nhà 744, đường Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, trong sáng cùng ngày, Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng chống bạo động và chống khủng bố BA88 Công an tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh phân phối máy lọc nước Big Driver đóng tại số nhà 774, đường Quang Trung 3, phường Đông Vệ, do ông Võ Thái Dương, sinh năm 1981, có hộ khẩu tại 277A, đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, thuê để kinh doanh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, như bàn ghế, bục giảng đạo, các loại kinh thánh, quần áo, vải trùm đầu, băng rôn, khẩu hiệu dùng để hành lễ tuyên truyền đạo hội thánh của Đức Chúa Trời, các nước màu đỏ, bột trắng dùng làm nước thanh cho những người tham gia uống. Theo Công an Thanh Hóa, đây là một trong những điểm nhóm thường xuyên có các hoạt động tuyên truyền Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ trên địa bàn. Các hội viên tham gia đều do Mai Văn Hùng, sinh năm 1984, quê xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa quản lý. Trong quá trình hoạt động, hội nhóm này thường núp bóng thành nhân viên tiếp thị, bán máy lọc nước để tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia. Lực lượng công an tiếp hành kiểm tra ngôi nhà kinh doanh bán máy lọc nước trá hình của hoạt động Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Công an Thanh Hóa đã lập biên bản và niêm phong tang vật để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, mời 5 người đứng đầu tụ điểm này về cơ quan công an lấy lời khai để xử lý theo quy định. Trước đó, trong buổi sáng ngày 27 tháng 4, khi lực lượng chức năng kiểm tra ngôi nhà, hàng trăm người dân đã kéo tới vây kín để xem. Nhiều người bức xúc đã có lời lẽ và đòi đánh cả những người phía trong. Để đảm bảo an toàn, công an đã được tăng cường để giải tán đám đông, tuyên truyền hướng dẫn người dân không vi phạm pháp luật. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đám đông mới được giải tán. Lực lượng chức năng cũng đưa những người liên quan cùng tài liệu, chứng cứ thu được về trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ. Hiệu phó bị cách chức vì bỏ việc theo Hội Thánh Đức Chúa Trời. Phó hiệu trưởng một trường tiểu học, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, vừa bị cách chức vì bỏ bê công việc để đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời. Trao đổi với báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 27 tháng 4, Đại tá Đỗ Xuân Sơn, trưởng Công an huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời đã để lại những hậu quả xấu cho người dân tham gia vào hội này trên địa bàn huyện. Bỏ chồng bỏ con, đi nhiều tháng không về. Đại tá Đỗ Xuân Sơn cho biết, đã có nhiều phụ nữ bỏ cả chồng lẫn con đi khỏi địa phương, biệt tăm, biệt tích nhiều tháng không trở về, khiến cho chồng con, người thân mòn mỏi đợi chờ. Đại tá Sơn thông tin, trong số những người đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời, có trường hợp từng đang là hiệu phó của một trường tiểu học. Người này sau đó đã bị cấp trên cách chức vì không hoàn thành nhiệm vụ, vắng nhiều ngày ở trường. Đến nay, Công an huyện Ngọc Lặc đã lập biên bản nhiều đối tượng đứng đầu các nhóm tuyên truyền dụ dỗ, giao giảng đạo trái phép. Công an vẫn đang tiếp tục lập biên bản, xử lý đối với các trường hợp tuyên truyền đạo trái pháp luật. Cùng với đó, công an vận động người dân không nên theo Hội Thánh Đức Chúa Trời khi hoạt động tôn giáo này chưa được pháp luật cho phép. Mới đây, Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa có công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, để thông tin, khuyến cáo người dân về việc không tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời vì hội này chưa được công nhận. Bỏ học đại học, kéo cả nhà đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời. Đại úy Đinh Văn Toàn, đội phó đội an ninh công an huyện Ngọc Lặc, người trực tiếp tìm hiểu, xác minh các trường hợp tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời, cho biết, khoảng vào cuối năm 2017, trên địa bàn huyện, bắt đầu xuất hiện những người lạ mặt. Những người này thuê nhiều địa điểm khác nhau để rao giảng đạo trái pháp luật. Họ chủ yếu đến từ Hải Phòng, hoặc đến Hải Phòng theo học, rồi đi theo hội để rao giảng đạo. Mục tiêu mà những người này lôi kéo, dụ dỗ là học sinh, sinh viên, phụ nữ, người nghèo khổ, người có hoàn cảnh éo le, đặc biệt khó khăn. Chưa kể còn có một số người là công chức cũng bị dụ dỗ gia nhập hội.
có trường hợp là sinh viên đang theo học ở trường Đại học Hàng Hải Hải Phòng, bất ngờ bỏ học trở về quê để lôi kéo mọi người tham gia vào hội. Trước tiên, sinh viên này về lôi kéo em trai, em gái và cả mẹ mình tham gia vào hội Thánh Đức Chúa Trời. Sau đó gia đình bốn người đã bỏ nhà để đi theo hội, mặc anh em họ hàng ngăn cản, đại úy toàn kể. Có những trường hợp đi rao giảng đạo trái phép, bị công an lập biên bản còn rất trẻ, như Nguyễn Văn Đông 25 tuổi, quê Khoái Châu, Hưng Yên, và Trần Thị Huyền Trang 23 tuổi, quê Lý Nhân, Hà Nam. Những người này đang tổ chức rao giảng về Hội Thánh Đức Chúa Trời trái pháp luật tại huyện Ngọc Lặc. Đã có không ít gia đình ở Ngọc Lặc Thanh Hóa rơi vào cảnh ly tán, tan cửa, nát nhà khi người thân của họ bỏ gia đình, con cái, bạn bè, bố mẹ để đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời, yêu cầu dừng ngay việc truyền đạo trái phép. Đại tá Sơn cho hay, hiện Ban Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa đã khuyến cáo các địa phương khi phát hiện có người tuyên truyền, phát triển Hội Thánh Đức Chúa Trời thì yêu cầu dừng ngay việc truyền đạo trái phép. Ông Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa xác nhận thông tin về việc một số người đến địa bàn lôi kéo người dân tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời. Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc đã có nhiều văn bản chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan gồm Nội vụ, Văn hóa, Công an huyện nắm thông tin về sự việc này, trong đó có một số văn bản mật không thể công bố. Ngoài ra, cấp huyện cũng đã có văn bản chuyển đến Ủy ban Nhân dân cấp xã rà soát các thông tin có liên quan thời gian gần đây trên địa bàn. Sau khi rà soát cụ thể, Ủy ban Nhân dân xã sẽ có văn bản thông báo khuyến cáo người dân về việc này. Người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Lê Trung Hiếu cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ các thông tin về việc Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động ở Ngọc Lặc, cũng rà soát thêm các thông tin có liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa Trời ở Thanh Hóa, sau đó Công an tỉnh sẽ có thông báo cụ thể về sự việc này. Vợ bỏ theo Đức Chúa Trời mẹ chồng đi tìm thì bị dọa chặt chân. Đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Chính, 34 tuổi, ở xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đang lo lắng cho vợ và ba con, hai bé sinh đôi 6 tuổi, một bé út 3 tuổi. Sau thời gian vợ bỏ nhà đi theo Đức Chúa Trời Mẹ, chiều ngày 24 tháng 4, anh Chính cùng một số người lặn lội đi tìm vợ là chị Nguyễn Thị Hương, 31 tuổi, để đưa về với ba đứa con thơ. Anh Chính đã tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Hiền ở huyện Thạch Hà để tìm vợ. Tại đây, chị Hương không ra gặp chồng. Ngược lại, xuất hiện một nhóm người ngăn cản anh Chính tìm vợ. Có hai đối tượng còn đe dọa, ném đá anh Chính. Do vậy, phía anh Chính và nhóm người kia đã cãi nhau, rất đông người kéo đến theo dõi. Trước tình hình trên, Công an huyện Thạch Hà đã cùng chính quyền xã Thạch Liên mời các bên về làm việc, lập biên bản và cam kết giữ ổn định tình hình. Theo anh Chính, đầu năm 2017, vợ anh gặp Nguyễn Thị Hiền. Từ đó, Hiền đã rủ rê vợ anh đi theo tổ chức Đức Chúa Trời Mẹ. Vợ tôi từ một người vợ hiền chăm lo cho con cái, gia đình, rồi bị rủ rê đi theo tà đạo nào đó và về rủ chồng học thêm Kinh Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Mấy tháng nay, cô ấy thay đổi hoàn toàn, đòi bán nhà, bán xe, chuẩn bị cho ngày tận thế. Ai khuyên bảo cũng không nghe, bỏ bê ba đứa con và rủ rê lôi kéo người trong gia đình gia nhập đạo, anh Chính cho biết. Lôi kéo chồng không được, vợ anh Chính còn về lôi kéo cả cha ruột gia nhập Hội Thánh Đức Chúa Trời, người cha không đồng ý, cũng bị con gái từ mặt. Sau nhiều lần anh Chính và gia đình khuyên nhủ vợ anh trở về với gia đình, rồi lại bị nhóm người đến rủ rê bỏ đi. Lần vợ anh Chính bỏ đi tiếp theo, lần thứ ba là ngày 25 tháng 3 tới nay, chưa trở về nhà và không ai có cách nào liên lạc được. Anh Chính đi tìm vợ từng bị nhóm người của Hiền dọa, nếu đi tìm vợ là tao chặt gót chân. Ngày 25 tháng 4, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cảnh báo người dân cảnh giác với cái gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời hay còn gọi là Đức Chúa Trời Mẹ. Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hội Thánh Đức Chúa Trời xuất hiện lần đầu tiên tại Hà Tĩnh từ tháng 5 năm 2016, bắt nguồn từ một nhóm người do Thiều Văn Hoang, 32 tuổi, quê ở xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, làm trưởng nhóm. Họ vào Hà Tĩnh thuê trọ ở nhiều địa điểm khác nhau với vỏ bọc là nhân viên tiếp thị kinh doanh để thực hiện hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời. Sáng ngày 26 tháng 4, ông Phạm Văn Kiên, trưởng Công an xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết,
anh Hoang vừa cưới vợ và đi hoạt động lôi kéo ở các địa phương khác, chưa ít khi về nhà và lôi kéo người dân trên địa bàn, bởi họ đều cảnh giác và không đi theo. Bố anh Hoang cũng đã từ mặt con vì nói mãi không nghe, không trở về mà vẫn đi theo nhóm người xấu đó.